tôi là quảng phúc đệ. Quảng phúc đệ. 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 Đây là một tác phẩm xanh Nam Điền đem đấu giá ở triển lãm Kẻ Sạt Hải Dương. Bây giờ đã có mặt ở chợ cây triển lãm của Mỹ Đình, Hà Nội. Có lẽ bạn nào đã xem đấu giá ở Kẻ Sạt Hải Dương sẽ nhận ra cái cây xanh này. Một cây xanh rất là đẹp. Tác phẩm xanh. Đây là một cây hoa giấy cũng rất là đẹp. Thank you.
Tác phẩm Nguyệt Quế. Một tác phẩm dưới cũng rất là đẹp, rất là lạ mắt. Thông thường thì những cây dưới, những cái dáng quái của nó đều là do thiên nhiên nó ban tặng, con người cũng ít tác động đến nó. Cái khế của tôi nó còn to hơn cái này, nó còn lên như thế. Xong bây giờ tôi dập xong mà không đưa được cái khế lên, xong cuối cùng mua cái tím này, mày gì mày nhẫn này mày cô. Hôm nay mày cũng là dập bình xuân nên nó lên được, bây giờ nó ra hoa quả, hoa quả cái này là hoa dây tím các bác nhỉ? Hoa dây tím vậy ạ. Thực ra nó cây nào bọn em mua rẻ bọn em sẽ bán rẻ, còn cây nào mua được cao rồi thì bán đắt. Quan điểm như này như thế, không có, nó không ăn thứ rồi, nó có loại cây nào. Ví dụ anh hỏi cây này thế thôi, anh hỏi cây này nó chỉ có vài triệu thôi, nhưng anh hỏi sang cây này bắt nó là cả trăm triệu rồi. Đấy lại khác nhau hoàn toàn. Cây này đẹp đấy. Cây này chủ vườn vào giá là bao nhiêu cây này nhỉ? 8 triệu anh ạ. À 8 triệu, cây này đẹp đấy. Vậy nói thật sự anh này, cái cây này bọn em chưa có mua đi phôi, bây giờ mình làm thành cây rồi, bán cho giá hợp lý. Nhưng cây này chính là cây này, năm 2010 em mua 175 triệu. Một cây hoa giấy tím rất là đẹp, được chủ vườn báo giá 8 triệu. Nhưng mà về cô bán rất đắt.
phải là đúng câu đúng nói là mua mua rẻ mà bán rẻ chứ. Có những cái còn mua rất rẻ nhưng bán rất đắt. Nếu như cái này mà chết thì em tặng anh cái cây này. Không chết cô nói là không chết cả chết hết mà cái phần này mình cho nó bỏ cái này chết cây không à, cái này anh nói như nói sai đấy cái con này thì cho chú đón anh này chưa chưa làm lễ sắc nếu không, không. Nếu như thoải mái luôn anh nếu như cây này mà nó không ra những cái đồng tiền ngoài rồi chết nhưng em đảm bảo anh nếu như cây này chết cái này em tặng anh không cây này tôi nói là không phải là chết cả cái cây này mà cái phần này nó cứ héo dần héo không sao được không phải nó phải cái nào nó cứ mọt dần một dần nhưng mà đến vào cái tầm nào đấy thì nó lại dừng anh không hiểu không phải là nó chết cả cái cây này em nó không có lời mọi được cho anh không mời anh em đảm bảo anh cây này nó vẫn sống từ đây xuống luôn nhiều cây cây đây là cây giấy khác này, nó bình thường, anh đủ ăn nữa. Nếu như giấy kia, nó khẳng định anh là sẽ nữa. Nhưng cây này là cây linh sam. Khác với cây giấy ta. Đây là cây giấy. Đây là nó là cây này. Đây là chứng minh cho anh. Không thể làm cây này không có chết. Mới làm sao được? Cây này của em hàng mấy năm thì để cho mấy năm thứ gì nó mới từ từ. Kể cả em cho anh là cho là 15 năm nữa. Bây giờ em cầm cái đây thôi. Và chắc đảm bảo ngay là nó sống. Bởi vì nếu không sao, tất cả đầu dưới này đều có dễ hết. Nhưng mà phát triển. Đúng là ra được mà. Ở cái dòng này cũng đúng rồi. Đó là dòng răng, dòng lố nó. Cái này đó. Không. Em đây. Em đang ở trên Hà Nội đấy.